Một ngày duy nhất, một ngày duy nhất. Hôm nay đây, cuộc thi xạ thủ vươn tầm thế giới giữa hai xạ thủ Bê Quy Thành và xạ thủ Và đây, hôm nay cuộc thi bắn súng và tổng điểm đây. Ai là người chiến thắng sẽ giành được một... Giành được cái gì được chả? À đây, giành được một con Kissy này các bạn ơi. Giờ em bắn trước hay anh bắn trước? Anh bắn trước đi. Rồi. À còn hai lượt nữa cơ mà, bắn tận 3 lượt cơ mà. Vòng đầu Chí Ốc đã là người chiến thắng với điểm số vô cực. Úi trời ơi, anh Bê Quy Thành ơi, quả lại không ổn rồi. Mình mà trốn ở trong cái nhà này là lột phá tung cái nhà là bắt mình ra đấy. Ờ, mọi người chạy, sợ quá chạy mất dép, chạy nhanh thôi đấy. À, em ơi, em có kế đây rồi. Em có con Kissy ở đây. Em sẽ dùng cái kế gọi là mỹ nhân kế em... Kissy là người yêu của Cookie đúng không? Đúng rồi. Mỹ nhân kế em lừa nó xong em bắn vào mắt nó xong cho mọi người chạy ra ngoài. Ờ, thì chúng ta phải thoát khỏi đây thôi. Thế thì em hy sinh nhá. Đảm bảo Cookie ra xong rồi, có súng chưa? Đây đây đây, có em rồi, có rồi. Phải nhiều bắn chuẩn vào mắt đấy nhá. Bắn một là xong đấy. Cái gì đây? Cái gì đâu? Có Lucky đâu rồi? Có Lucky đâu rồi? Là đấy, em lộ hết kế hoạch bây giờ. Đây, Bun nói lại kế hoạch cho Hiếu biết đi. Anh sẽ dùng con Kissy để đánh lừa con Lucky đấy xong cho tất cả mọi người chạy hết ra ngoài công ty của mình. Không bị ở trong này nó bắt, dễ bắt cực. Thế à? Thì kia thôi, hết không? Em ở đây, em ở im đây, em ngồi im đây. Đừng muốn nói gì cả. Mày, tôi biết là mình không biết. Để anh đi vào đã. Trời ơi, ngồi ở đây à? Ôi, em vẫn chờ anh đi ra mà. Anh lại em vừa bắn phát vào mắt nó rồi. Bởi nó ngồi cũng ôm mắt thế này mà kêu cái này. Ôi trời. Anh Thành đâu, anh Thành đâu? Anh Thành đâu, em không biết. Không biết à? Không biết. Đi xuống ghế đã tìm anh Thành sau. Anh ơi, anh Thành ơi. Ui, sợ chết đi được không kì. Hình như tiếng anh Thành trong mày. Ui giời ơi, ông cháu này nữa. Đi ra đi. Anh không ra đâu. Đi tiêu diệt tôi đi. Không ra đâu. Ui, có lúc Huy đang ở ngoài kia đấy các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ trốn ở trong này. Bởi vì nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ai mà nghĩ được là cái nơi mà nó đến đầu tiên lại là nơi mà mình náu đúng không? Bây giờ mình phải tìm chỗ trốn nào các bạn. Các bạn ơi, mình nghĩ là mình trốn ở đây sẽ không bị phát hiện đâu. Còn mọi người mà trốn ở đâu thì mình không biết nha. Nó bắt rồi. Nó Hiếu, nó ngã rồi. Cứu. Ê.
Áo của ai để đây không biết luôn. Không cần biết. Ôi, bây giờ mình giả như là nó không phải mình nữa đúng không? Đúng rồi. Nó không nhận ra mình. Nó không nhận ra mình. Nhanh. Giấu đồ đi. Nó bắn quá. Ôi, người anh cái gì? Người anh cái gì? Người anh! Tại bổ chân không cần phải dùng súng. Còn phải tiêu diệt lại. Yeah. Ôi giời, anh bị Quý Thành ơi, anh đang bị mình rồi. Chạy. Ôi giời ơi, hôm nay rét mưa thế này không biết mọi người đi đâu hết nhở. Ui gió thật sự luôn đấy. Ôi mọi người ơi, cứu bà ơi. Ui giời, nó chỉ mở tận trên cao nữa kia. Để em cứu chị. Nào, đi xuống. Ui giời ơi. Dậy, hung khí đến tàu kia kìa. Chạy đi. Ôi chết rồi, súng hết đạn mất rồi. Ô, sẽ có túi bom ở đây được nhỉ? Không chết được nhở, lém chục quả bom vẫn không chết. Ôi chết rồi, nó tức giận mất rồi. Còn cách nào hết. Hết súng, hết bom, hết đạn rồi. Làm sao bây giờ? À ui, đúng lúc mót. Rồi, bắt đầu rồi. Game over.